Xin chào tất cả anh chị em nha. Hôm nay chúng ta sẽ được gặp lại. Đây là một cái dự án mới của anh em đội mình nha. Sắp trong tương lai sẽ có một mobile home reo nha. Anh em mình đang làm thủ công để bắt đầu cho lên sexy xe reo này. Đó. Anh em mình sẽ gác lên và sẽ có ngôi nhà mobile home di động luôn nha. Đầy đủ tính năng luôn, tiện nghi luôn.